Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Ở trong cái video trước á, thì các bạn đã cài đặt xong cái chương trình Rainbow Security ha. Các bạn nhớ đây là cái phiên bản sau này của cái chương trình OpenFast ha. Thì lúc này thì chúng ta sẽ đăng nhập vô cái IP của cái máy chủ của mình ha, ở cái port là 9392. Rồi, mình đăng nhập vào. Thì đây là cái giao diện của cái chương trình để mà các bạn thực hiện scan lỗi bằng cái anh OpenFast hoặc là anh Rainbow Security ở cái phiên bản Communication của mình. Bây giờ trong lúc mà các bạn đi scan một cái máy á, thì các bạn nhớ là các bạn sẽ phải xác định là mình đang là cái đối tượng gì của cái máy đó. Mình sẽ xác thực với cái máy chủ đó nó như thế nào. Thì tùy theo cái mức độ là mình là cái thông số mình là cái loại user nào ở trong cái máy chủ đó thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cái kết quả scan của mình nó sẽ khác nhau nha. Thì bây giờ ở đây thì các bạn thấy là mình sẽ có một cái máy chủ Domain Controller đúng không? Windows Server 2016 ha. Và cái máy này mình đang sử dụng là nó có cái domain controller ha. Đó. Thì bây giờ để mà các bạn đi scan cái máy chủ này đúng không ạ? Nếu như các bạn đang đóng vai trò là người admin thì rõ ràng là các bạn sẽ phải import vào ở trong đây username và password đúng không ạ? Để kết nối vào bên trong cái máy này nha. Thì để làm cái bước đó thì đầu tiên các bạn sẽ đi vào bên trong cái phần configuration này nè. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đi xuống cái phần credential. Thì ở đây thì các bạn sẽ thêm vào, thì bạn thấy anh cái chương trình anh Rainbow Security này thật sự là cái icon của nó không đẹp, nó cái giao diện đồ họa của nó có vẻ không đẹp. Các bạn thấy nút sao nào mà này, nút sao đây nè, nó nhỏ nè, mình góc trái nè, mà sẽ bấm vô cái new credential đây. Thì chỗ này mình sẽ định nghĩa, ví dụ như đây cái tên thôi, ví dụ như đây là mình nói cho nó là domain controller đúng không ạ? Rồi, ví dụ như cái IP gì đó ví dụ. Rồi. Rồi sau đó thì các bạn cho username password. Rồi, ví dụ ở đây mình sẽ truyền vô luôn cái username. Rồi. Rồi, bấm create ha. Tức là các bạn đang định nghĩa ra một cái credential như vậy. Thì bây giờ để mà các bạn định nghĩa xong á, thì các bạn nhớ cái mấy thao tác mấy nút bên đây nè, xóa nè, chỉnh sửa nè, clone nè, export nó ra nè ha. Ở đây là download cái gì đó ha. Rồi, thì bây giờ để mình scan nó thì các bạn sẽ để ý là ngay cái nút scan đây. À, nút scan đây. Thì trong cái nút scan ngay đây á, các bạn sẽ có cái task nè, cái nhiệm vụ. Mình sẽ bấm vô task này. Hiện thời thì nó chưa có gì hết đúng không? Thì các bạn thấy là để ý bên đây nè ha. Mình sẽ chọn là new Advanced Task Wizard. Rồi ví dụ như ở đây mình ghi cho nó là scan domain controller. Cái địa chỉ IP của máy ha sẽ là 192.168.1.1. Ở trong cái anh Rainbow Security này anh có sẵn cho mình một số cái profile. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn gọi là scan rất là kỹ, ví dụ là full and very deep ultimate nằm đây. Rồi. Cái máy này mình sẽ có đăng nhập đúng không ạ? Có đăng nhập thì các bạn Windows thì các bạn sẽ đăng nhập nó bằng là gì? À, đăng nhập nó bằng là SMB đúng không ạ? À, Linux thì các bạn sẽ đăng nhập nó bằng ESH đúng không ạ? Đó, vô cái domain controller đây. Rồi các bạn bấm create. Thì đến đây nó sẽ bắt đầu cái quá trình cái máy của mình nó sẽ đi scan. Thì tất nhiên là các bạn nhớ là khi mà mình đi scan những cái này á thì nó không thể nào mà nó sẽ cho các bạn là cái quá trình scan của nó nhanh chóng đâu. Chúng ta sẽ phải chờ đợi thôi. Thì ví dụ như đến đây các bạn sẽ tự có những câu hỏi đặt ra cho mình là bây giờ nếu như tôi log out ra khỏi cái phiên này thì nó như thế nào đúng không ạ?
Ở trên đây các bạn thấy là có cái mục gọi là refresh, nó sẽ refresh lại cho bạn xem cái quá trình của nó ha. Rồi thì lúc này mình sẽ thử nha, mình sẽ chọn cho trong đây nè, log out ra đi. Đó. Rồi log out xong thì mình cứ thử mình login lại một lần. Đó, nó có chút lỗi gì ha, F5 lại xem ra. Rồi. Rồi, lúc mình F5 lại thì cái mình sẽ bắt vào lại cái phần scan đúng không ạ? Rồi, và cái phần start đúng không? Đó, thì các bạn thấy là cái quá trình scanning của mình vẫn đang chạy ở đây. Thì ví dụ như các bạn muốn stop thì các bạn sẽ bấm cho mình những cái nút ở ngay đây ha. Rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ phải gọi là chờ đợi thôi ha. Chờ đợi cái quá trình scan của này xong. Sau khi cái quá trình scan của này xong á thì chúng ta mới có thể tiếp tục. Chúng ta sẽ đi xem coi là với những cái lỗi như vậy thì nó sẽ là như thế nào ha. Rồi thì ở đây mình sẽ tạm dừng ngừng cái video này một chút ha, cho đến khi cái kết quả của mình nó scan xong thì chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Lúc này thì các bạn đã có một khoảng thời gian ha, để cho nó scan rồi. Bây giờ chúng ta sẽ login lại nha, để kiểm tra xem là cái kết quả nó như thế nào. Thì bây giờ để các bạn xem cái kết quả của cái quá trình scan của mình á, thì các bạn sẽ vô cái phần scan ha, scan. Rồi ở dưới phần này có cái phần result nè, là cái kết quả scan nè. Thì chi tiết của cái máy này á, thì các bạn thấy là nó có là phát hiện tổng cộng là 67 lỗi ha. Rồi hoặc là các bạn bấm cái tab report nè ha. Đó. Thì ở đây bạn nhìn sơ lược đúng không? Thì đối với cái việc mà đi kiểm tra về những cái lỗi về an ninh mạng á, thì các bạn sẽ tập trung vô cái phần resource này. Thì trong những cái lỗi này đúng không ạ, thì các bạn thấy là nếu như quan tâm về bảo mật thì các bạn sẽ thấy là cái lỗi màu đỏ này là cái lỗi rất là nguy hiểm đúng không? Nhưng thật sự ở trong cái thằng OpenVAS này, khi bạn click vô á, thì trong cái lỗi màu đỏ này đến đây á, thì với những cái dòng lỗi này á, thì nó đang báo cho mình biết rằng là cái bản Rainbow Security Assistant của mình ở đây là mình đang dùng đối với cái phiên bản cũ ha, nên nó khuyến cáo mình là nên update lên phiên bản mới là phiên bản 10.2 ha. Thì nó nói với mình là nếu như vậy thì nó sẽ dễ dàng là nó thiếu những cái mẫu thử gì đó của nó đó. Tất nhiên nếu như bạn đã thấy vấn đề này rồi thì có thể là các bạn sẽ phải cài đặt lại thôi. Và cái trong cái bài thực hành này mình đang dùng ở trên cái máy là Paros OS Security ha, và mình đang sử dụng từ cái repo của nó. Và nếu như mà các bạn sử dụng từ cái bản mới nhất, chắc là các bạn sẽ phải chuẩn bị một cái máy Ubuntu hoặc là cái máy Ubuntu Server là tốt nhất ha, để các bạn cài đặt từ đầu ha, nguyên cái virtual appliance này vào để mà scan lỗi nhé. Và quay lại cái chuyện những cái lỗi đó mà ta quay lại bên cái phần preson này. Trong cái phần preson ở đây các bạn thấy nè, 1, 10, 60, 86 đúng không ạ? Mình đang thấy những cái lỗi của nó. Thì ví dụ như từng cái dòng này là những cái thông tin nó đưa ra cho mình xem. Ví dụ như ở đây cái dòng lỗi về dạng lock thôi, bấm vô thử thì các bạn sẽ thấy những cái thông tin này. Ví dụ như đây là nó có những cái vulnerable nó có thể là nó detect ra. Ví dụ ha, kiến trúc của mình là đang dùng ở đây là CPU sử dụng là NTLMAN version 2 đúng không ạ, hoặc group gì đó ha. Thì từng cái dòng này thì các bạn sẽ nên đọc để mà mình có cái nhìn tổng quát bao quát về cái hệ thống của mình. Rồi bên đây mình sẽ bấm ha, thấy thử từng cái. Ví dụ như ở đây nó có cái lỗi màu vàng đi, nó chấm là 5 điểm đúng không ạ, nó nói gì đây. Thì anh ở trong cái lỗi này á, thì nó nói với mình á, là cái này mình đang dùng cái TLS đúng không? Nó dùng SSL TLS và nó có thể bị attack tấn công đúng không? Và cái lỗi này á, nếu như chính xác nó sẽ tương ứng với cái CVE 2016-2183 này đúng không? Đó. Thì những cái lỗi này nó sẽ liên quan khá nhiều về cái phần bên cái phần mật mã ha. Đó, mình tự tự click tới mình coi thôi đúng không ạ, là lỗi lock đúng không ạ.
À, đến đây thì mình sẽ kết thúc cái phần video hướng dẫn này ha. Thì các bạn có thể làm lại ha. Nói chung đây là một cái công cụ scan, nó có cái nhiều tính năng và chúng ta sẽ phải có chút thời gian ha để chúng ta đào sâu vô ở bên trong những cái tính năng của cái chương trình này nha. Chào các bạn nhé.